phản ứng của người Hy Lạp sau cuộc bầu cử tại Đức, tin từ Athens. Người Hy Lạp ở thủ đô Athens đã bày tỏ sự lo ngại sau kết quả cuộc bầu cử tại Đức. Công nhân Angeliki nói rằng chính sách thắt lưng buộc bụng sẽ tiếp tục được thi hành tại các nước Nam Âu. Vận mệnh của Hy Lạp đã gắn liền với sự tài trợ của Đức trong các năm qua, cho nên người Hy Lạp đã theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử ở Đức. Chính phủ Hy Lạp muốn Đức tiếp tục giúp đỡ, nhưng họ cho rằng Thủ tướng Merkel đã áp đặt những biện pháp kiềm ước quá cứng rắn trong việc cắt giảm ngân sách, làm cho nền kinh tế Hy Lạp tiếp tục suy thoái và nạn thất nghiệp gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng có người nói rằng kết quả bầu cử tại Đức là điều tốt cho Hy Lạp nếu quốc gia này muốn tiếp tục nằm trong khu vực đồng Euro. Báo chí Hy Lạp phản ánh sự lo ngại sẽ phải thắt lưng buộc bụng nhiều hơn nữa. Tờ báo Tania đăng bài viết về cuộc bầu cử ở Đức với tựa đề Nữ hoàng kiềm ước đã chiến thắng.